Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 4 Tết Nguyên Đán năm Nhâm Thìn. Đây là ngày làm việc thứ hai sau Tết. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, Truyền thông Thành Võ được các thầy thống nhất cho biết phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy trong năm 2024 này, phòng khám tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học ăn cháo nano, uống thảo dược nano, giữ gìn phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường, tiếp nhận bệnh nhân mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tiếp tục thực hiện phương châm ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ, yêu thương cho không. Đồng thời các thầy tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chung tay đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ điều trị ung thư nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân ung thư xoa dịu nỗi đau, vượt qua khó khăn để vươn lên hòa nhập cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, sau Tết Nguyên Đán, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy có anh Xuân Dũng về phòng khám làm trưởng ban truyền thông kiêm công tác thiện nguyện. Đây cũng là một bộ phận quan trọng, là tiếng nói gợi lại chủ ý của Cha Pero Nguyễn Văn Tường và tiếng nói của các thầy trong thời gian hỗ trợ điều trị ung thư cho các bệnh nhân đến đây. Mục đích truyền thông là cho mọi người hiểu rõ về công trình nghiên cứu phổ biến các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, cho các bệnh nhân nắm rõ kiến thức về nấu cháo nano, thảo dược nano, phương châm ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ, yêu thương cho không, giới thiệu tấm gương bệnh nhân chấp hành tốt kỷ cương, dâng lời các thầy tấm gương bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, tấm gương bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật quái ác để giành lại sự sống. Đặc biệt, tổ chức các chương trình thiện nguyện là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với các hoàn cảnh bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ. Tổ chức vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tặng quà cho nhiều hoàn cảnh gia đình bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo, lá lành đùm lá rách. Tuy nhiên, một điều cực kỳ quan trọng là kính mong nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay góp sức hỗ trợ phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy có kinh phí để hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân tại phòng khám. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy ngày ngày vẫn tiếp đón và nhận bệnh nhân mới. Trong hôm nay cũng đã gặp gỡ tư vấn cho nhiều bệnh nhân phương xa đến đây viết đơn xin hỗ trợ điều trị ung thư. Nhiều người trong họ cũng bày tỏ tâm tư tình cảm của từng cá nhân với phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư của các thầy. Hầu hết các bệnh nhân đều cho biết cái bệnh của chú hiện tại ra sao hả chú? Dạ bây giờ thì nó đau nhức lắm, bởi vì ung thư phổi và di căn xương thì trong giai đoạn 4. Bây giờ nó đau nhất cái cổ, cái vai và xương sống ở cái đốt 1 xuống 2 cái bệ hông, đau năm đau suốt cày luôn. Rồi bên Tây Y là chú đi trị bệnh ở bệnh viện nào và cái chẩn đoán ra sao chú? À, đi trước đó là đi trị liệu ở bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai khu A, thì điều trị theo Tây Y là điều trị bằng thuốc Etisa của bên Tây Y đã được 21 tháng. Rồi điều trị ở đó có hiệu quả không chú? Dạ cũng có hiệu quả ngay ban đầu, nhưng mà được từ tháng 5 năm 2022 cho đến khoảng tháng 3 tháng 4 khỏi được một năm thì thấy cũng hiệu quả, này đau nó lan xương nó cũng vậy đỡ lắm, giảm, nhưng mà sau đó nó lại trở lại đau từ tháng 5 tháng 6 năm 2023 tới giờ nó lại trở lại đau, và bác sĩ chỉ có cho thuốc giảm đau thôi, nên đau quá. Sao bác biết nơi này mà bác tới đây? Thì cũng biết Cha Tường từ lúc mà cha đang hâm mối
Cái lúc đó thì cũng đang mở điện thoại coi, thì cũng trên YouTube của tên mừng kênh sáng, thì lúc đó cha chưa mất, cha chỉ nằm trên bờ biển và cha đang hấp hối. Sau đến ngày 28/11 thì 29 thì lại coi, thì mở ra thì lại coi tiếp, thì thấy ở trên YouTube nói là cha thường được sống lại rồi, thấy cha chảy nước mắt ấy. Thì tự như vậy xem đến qua tới mùa 2 mở lại thì thấy cha đã mất rồi. Mình từ ngày 2/11 thì từ đó đi xong rồi rỡ ra coi hết các video của cha trước khi cha còn sống đó. Thì nắm bắt được những cái mà cha đã truyền dạy ở trên YouTube, thì biết được rằng cha chưa đã hiệu quả hơn. Còn đi theo Tây Y thì không chế đâu, có thể rằng là mình hết tiền mà chết không còn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy luôn tri ân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức giúp đỡ phòng khám. Phòng khám được phục dựng lại khang trang như ngày hôm nay là phải nhớ và ghi ơn công đức của các gia đình bác Ngô Văn Thịnh, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình anh Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Diego Vani, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình bác An, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Trần Thị Chiên, gia đình bác Trương Quế Phương, gia đình chú Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy luôn ghi nhận và biết ơn các gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ để phục dựng lại phòng khám thêm khang trang sạch sẽ, để gia đình bệnh nhân được hưởng thụ và được hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trên tinh thần yêu thương cho không, trong điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ khang trang, tạo tâm lý thoải mái, sung sướng, yên tịnh, hòa nhập với tình yêu thương Chúa. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn để công trình phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy thêm khang trang và bền lâu. Truyền thông Thành Võ xin kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống của bệnh nhân ung thư hiện nay. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim.
Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.